Chiều ngày 20 tháng 11, đúng dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tiểu học Sơn Phong đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua xuất sắc cấp tiểu học năm học 2019-2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh khen tặng. Thành lập từ năm 2000, trường tiểu học Sơn Phong ban đầu chỉ có 3 dãy phòng học và phòng hành chính quản trị cấp 4. Vạn sự khởi đầu nan, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, lòng nhiệt huyết của ban giám hiệu và tinh thần trách nhiệm của tập thể hội đồng sư phạm, nhà trường đã quyết tâm nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Những năm tháng ấy, chi bộ nhà trường vẫn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, trường đạt tập thể tiên tiến, nhiều học sinh đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh, liên đội nhiều năm liền đạt liên đội xuất sắc cấp thành phố. Từ năm 2017, trường được xây dựng kiên cố và khang trang hơn. Nhà trường phấn đấu xây dựng ngôi trường mạnh về đội ngũ, vững về chất lượng, dạy học chất lượng, an toàn và thân thiện. Đến nay, đội ngũ giáo viên nhân viên được biên chế đầy đủ, 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 92,6% trên chuẩn. Giáo viên giỏi cấp trường đạt 70,8%, trong đó giáo viên giỏi cấp thành phố đạt 31,1%, có 2 giáo viên đạt giải cấp tỉnh. Trường đã trang bị 1 phòng dạy tin học và 35 máy vi tính, 22 trên 22 phòng học được đầu tư TV 55 inch, thư viện đạt thư viện trường học tiên tiến. Trường tiểu học Sơn Phong đã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, hàng năm huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp. Về học lực, hàng năm học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99,4% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Về phẩm chất, năng lực luôn đạt 100%. Chi bộ trường tiểu học Sơn Phong luôn được công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 4 năm liền. Đặc biệt, năm học 2019-2020, trường vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh khen tặng. Dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích cao và vượt khó học tập tốt ở các khối lớp.